nhân viên còn trẻ mà Liêm thấy các bạn chưa có kinh nghiệm phục vụ nhiều. Đó là cái quầy lấy thức ăn á, có ba ngăn. Ngăn phía trong cùng á thì thấy rất là khó lấy đồ ăn. Hay là do mình lùn ta? Nói về nước lèo á thì cũng giống như Happyland á. Liêm thì thấy thích mushroom, rồi cái pumpkin thì ăn cũng lạ miệng. Tôm và các đồ biển khác thì thấy cũng tươi và ngọt. Thịt bò thì đợi lâu quá cho nên mình ăn miếng với lại udon là no luôn á. Đại quà, chúc mừng nha. Chắc chụp tấm hình không? Chụp tấm hình đi. Ngồi xuống đây. Mèo chụp hình nè. Anh chú nè. Mèo 2, 3. Ok. 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 Ăn nhiều vô nha. Rồi. Chúc mừng khai trương Hồng Phát nha. Tội nghiệp mấy người bạn khác tới đây không có. Ăn kia ngon trời, cũng có cái gì ngon rồi đó. Trời, cảm ơn chị nhiều nha. Rồi, không có chị.